Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 50 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 50 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ Diệp Húc đánh giá Vinh Lâm từ trên xuống dưới, trong lòng có chút tò mò. Lần đầu tiên khi hắn gặp vị đại sư huynh Hoàng Tuyển Ma Tông này, Vinh Lâm nghèo túng chán nản, nghèo đến mức phải đi bắt yêu quái khắp nơi, ngồi không ở hải ngoại tiên khắc, bán yêu thú đổi linh mạch. Lúc ấy Diệp Húc với hắn còn không lưu tâm, nghĩ vị đại sư huynh Ma Tông này chỉ có kỳ danh, tính tình giống như bột nhão, không nóng không lạnh. Không nghĩ tới lúc này đây, Vinh Lâm tức giận bức cho hai người tuần ngọc chiếu, không thể là không quỳ xuống, lại làm cho hắn thay đổi ấn tượng về Vinh Lâm. Người này chính là một con sư tử hùng dũng, ăn no là ngủ. Sau khi ăn xong rồi, khiêu khích nó như thế nào đi chăng nữa cũng không có nguy hiểm gì cả. Nhưng lúc nó đói bụng rồi, hùng tướng bắt lộ ra, hùng ác ăn thịt người kìa. Diệp Húc căm thầm đánh giá trong lòng, hắn cười nói: hai vị đến quan tin phong của ta, hẳn là sẽ không chỉ vì khuyên ta đừng đắc tội với Ngụy sư huynh đấy chứ. Vinh Lâm tán đi hung uy, lại là một đại hán trung thực, nhìn cung Ngọc Nương rồi muốn nói lại thôi. Cung Ngọc Nương dịu dàng cười nói: ta cùng Vinh sư huynh tới đây lần này đương nhiên không phải là vì ông ta. Một tên Ngụy Công Sơn không đáng để cho ta cùng đại sư huynh tự mình ra mặt đâu. Chỉ là nhìn thấy Diệp sư thúc ra tay khiển trách tên khốn kiếp này, đại sư huynh lo sư thúc đắc tội với Ngụy Hiên sư thúc thôi, cho nên mới khuyên ngăn. Nàng cười mỉm, đôi mắt lưu chuyển, lộ ra chút thục nữ, cười ha ha mà nói: lần này người ta tới là có chuyện cầu Diệp sư thúc đây, cũng không biết sư thúc có đồng ý hay không nữa, trong lòng có chút không yên. Diệp Húc trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn, hắn thầm nhủ: sao, sẽ không phải là vì tiểu bì nương này vẫn còn muốn thải bổ ta đấy chứ? Vinh Lâm cười nói: sư thúc, nửa năm trước ta và cung sư muội muội từ hải ngoại tiên khác cùng nhau trở về núi, một đường đi chuyện trò vui vẻ. Cung sư muội nói với ta, cô ấy không muốn tu luyện loại tâm pháp hại người như Tố Nữ Đại Hoan Hỷ Tâm Kinh này nữa, mà chuyển sang tu tâm pháp khác. Thế nhưng tiểu yến sơn của cô ấy truyền thừa đều là tâm pháp thải bổ âm dương, bổ âm linh tinh gì gì đó, muốn tu tâm pháp khác nhất định là phải rời khỏi tiểu yến sơn bái danh sư khác. Vinh Lâm dừng một chút, nhìn sắc mặt của Diệp Húc thật cẩn thận rồi cười bồi nói: mấy ngày nay ta vì chuyện của cô ấy mà chạy ngược chạy xuôi, được phong chủ tiểu yến sơn cho phép có thể cho cung sư muội bái danh sư khác, thế nhưng thanh danh cung sư muội không được tốt cho lắm, rất nhiều trưởng lão không chịu gặp muội ấy. Bởi vậy nghĩ kỹ lại, chỉ có quan tinh phong của Diệp sư thúc mới có truyền thừa thâm hậu thôi, có được truyền thừa của 8 vị thái thượng trưởng lão gần với tông chủ nhất mạch, là nơi tu luyện lý tưởng cho cung sư muội. Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, lập tức biết hắn muốn nói cái gì. Vinh Lâm không đợi hắn từ chối, vội vàng cười nói: Diệp sư thúc, cung sư muội đã thay đổi hoàn toàn rồi. Cung Ngọc Nương quăng cho Diệp Húc một ánh mắt quyến rũ, khổ sở đáng thương mà nói: Diệp sư thúc à, người ta thật sự thay đổi rồi, thành tâm thành ý muốn bái sư thúc làm sư phụ. Có quỷ mới tin ngươi, ai biết đêm người bái sư có lập tức thải bổ sư tôn hay không đây. Diệp Húc thầm oán trong lòng, không khỏi có chút nhức đầu. Cung Ngọc Nương người này từng hai lần đuổi giết hắn, suýt chút nữa đem hắn thải bổ trước mặt mọi người. Hơn nữa cô ta lòng lang dạ sói, giống như một mỹ nhân rắn rết, bề ngoài thì xinh đẹp mê người, nhưng ẩn giấu dưới xinh đẹp đấy lại là răng nọc, tuyệt đối là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Chà chà, Vinh Lâm thân là đại sư huynh của Ma Tông, hẳn sẽ làm gương tốt, sao lại cùng dâm nữ này đi lại khắp nơi như vậy? Hơn nữa lại hối hả ngực xuôi vì ta, không phải là coi trọng cung Ngọc Nương đấy chứ? Diệp Húc đánh giá hai người, chỉ thấy cung Ngọc Nương đôi mắt lưu chuyển, thường thường dừng ở trên người Vinh Lâm, mà Vinh Lâm thì có chút nôn nóng, ánh mắt chờ mong nhìn Diệp Húc. Diệp Húc hiểu rõ, nghiêm túc nói: thôi được, một khi đã như vậy rồi, ta đây liền mở rộng sân môn, nhận Ngọc Nương làm thủ tịch đại đệ tử quan tinh phong ta vậy. Ngọc Nương, ngươi hiện giờ có thể bái sư. Cung Ngọc Nương có chút chần chừ nhìn Vinh Lâm ở phía sau, chỉ thấy ánh mắt của Vinh Lâm ôn nhuận như ngọc, trên khuôn mặt
lộ ra cổ vũ động viên. Môi cắn chặt răng, duyên dáng quỳ xuống, tam bái kiểu khấu, tiếng như mũi kêu: "Ngọc nương bái kiến sư tôn." Diệp Húc cười ha ha, vừa lòng, hai tay nâng lên, cười nói: "Được, đứng lên đi." Hắn thổn thức thở dài thầm nghĩ: "Hiện giờ quan tinh phong này cũng không chỉ có một mình ta nữa rồi." Vinh Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra cười nói: "Chúc mừng sư thúc thu được đồ đệ tốt rồi." "Khách khí, khách khí. Đồ đệ tốt chưa nói tới, chỉ mong không phải là một tên ngỗ nghịch là được." Diệp Húc cười nói: "Vinh sư điệt nếu rảnh, mong rằng thường xuyên đến quan tinh phong ta." Hắn nhận lấy cung Ngọc Nương vốn là vì muốn có quan hệ tốt với vị đại sư huynh ma tông này. Nếu không phải vì vậy, hắn với cung Ngọc Nương dù xem cũng lười. "Đây là đương nhiên rồi, đương nhiên." Vinh Lâm vội vàng cười nói. Cung Ngọc Nương nghe thế vô cùng vui mừng, cảm kích nhìn về phía Diệp Húc. Vinh Lâm ngẩng đầu nhìn hướng quần tinh to lớn bao phủ trên quan tinh phong kia, trầm ngâm một lát rồi cười nói: "Diệp sư thúc tu luyện chính là Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển, khó trách đệ tử Chu Thiên Tinh Cung lại tìm tới cửa. 3 tháng trước Hải Ngoại Tiên Các tổ chức một đợt đại hội bán đấu giá, Tử Thiên Mạch sư muội Hàn Nguyệt Cung còn nhắc tới ngươi với ta, oán giận nói sư thúc lừa cô ấy giả mạo là đệ tử tinh cung, làm hại cô ấy bị sư tôn của trách kìa." Diệp Phúc đột nhiên nhớ tới thiếu nữ áo tím ở Tử Uyển Hiên kia, không khỏi mỉm cười mà nói: "Đúng là có chuyện như vậy, nhưng đại hội bán đấu giá ở Hải Ngoại Tiên Các chính là nơi các cường giả đại phú đại quý tụ tập với nhau, người như ta cho dù có đi vào chỉ sợ cũng không mua được bất cứ bảo vật gì cả." Vinh Lâm cười ha ha nói: "Tử sư muội, nhưng là khá oán sư thúc đấy. Đáng tiếc đợt đấu giá kia sư thúc không có đến, bảo vật bán trong đó rất nhiều, không biết bao nhiêu đại lão các môn phái đến đó cạnh tranh rất là dữ dội. Thậm chí còn có một giọt bích huyết tiên tinh, nghe nói là khi lục đạo luân hồi chưa tan biến, là di vật tiên nhân viễn cổ để lại, không biết là thật hay giả đây." Hắn ngẩng đầu đánh giá Chu Thiên Tinh Đấu, cười cười nói: "Sư thúc, Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đầu của người dường như không được đầy đủ cho lắm, công năng cũng không phát ra hoàn thiện thì phải." Diệp Phúc thở dài nói: "Ta lấy được chỉ là tinh đấu cấm điển tàn thiên, vừa rồi hai đệ tử tinh cung kia ta thậm chí còn định giữ bọn họ lại, tra hỏi tâm pháp cái tinh cung kìa." Vinh Lâm không đồng ý, lắc lắc đầu nói: "Tu vi của hai người này còn chưa có tư cách học tâm pháp chính của Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển đâu. 2 năm trước khi ta du lịch ở hàng cổ ma vực, từng gặp được con trai của tinh đế là Thạch Tinh Hải, giao thủ với hắn ta một lần. Với tuyệt học của Chu Thiên Tinh Cung cũng có chút hiểu biết sơ đẳng. Giờ học Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển của hắn ta mới là tâm pháp chính, lại cực kỳ lợi hại, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể rút lui kìa." Diệp Phúc trong tâm khẽ động, đang định hỏi, Vinh Lâm đã cười nói: "Tinh đấu cấm điển của Thạch Tinh Hải cực kỳ tinh diệu, lấy Chu Thiên Tinh Đấu làm trận đồ, làm quần áo, giấu tinh phiên ở trong bách khiếu toàn thân." Có qua có lại mới tọa lòng nhau, hắn thấy Diệp Phúc đồng ý nhận lấy đệ tử có tiếng xấu là cung Ngọc Nương, cho nên tính toán dùng cơ hội chỉ điểm cho Diệp Phúc. Hắn cười nói: "Cơ thể con người có 365 khuyệt khiếu, Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ cũng có 365 tòa tinh đấu tinh phiên. Mỗi một huyệt khiếu của Thạch Tinh Hải đều có dấu một mặt tinh phiên, kết hợp chặt chẽ cùng một vị trí tinh đấu trong trận đồ, vô cùng là lợi hại. Giờ tài nhấc chân liền có thể có lực lượng xé núi xé biển. Cho dù có là cường giả thế hệ đi trước cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn ta đâu. Quả thật chính là một con quái vật mà." "Sao? 365 huyệt khiếu đối ứng với 365 mặt tinh phiên, mà 365 tỏa tinh đấu thật sự là kỳ diệu. Có loại thủ đoạn này rồi, ta sẽ không lo bị kẻ khác phong ấn trận đồ nữa. Nếu như gặp lại Nhạc Đông Dương cũng không cần tranh đấu nhiều hiệp với hắn như vậy, trực tiếp liền có thể đánh bại hắn ta rồi." Diệp Phúc đột nhiên thấy trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy sáng tỏ sông suốt, dường như tìm được một con đường sáng sủa rộng rãi, trong lòng cảm kích Vinh Lâm. Hắn chắp tay nói: "Vài lời này của Vinh Huynh hôm nay đã khiến cho ta hiểu ra rồi, ngày khác nếu như học tập đã thành tất sẽ hồi báo Vinh Huynh." Vinh Lâm vội vàng cười nói: "Sư thúc khách khí rồi, vẫn gọi ta là sư điệt thì tốt hơn, không thể loạn bối phận được." Diệp Phúc cười nói: "Bối phận là bối phận, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, sao có thể vì bối phận mà ảnh hưởng đến giao tình giữa ta và Vinh Huynh được." "Được, một khi đã như vậy ta đây liền lỗ mãng xưng ngươi một tiếng lão đệ vậy." Vinh Lâm cười ha ha, như chút được gánh nặng, hắn cười nói: "Tính ra ta đã 230 tuổi rồi, lại phải gọi đệ một tiếng sư thúc, trong lòng luôn cảm thấy quá lạ kìa." Hắn bái nhập Hoàng Tuyển Ma Tông rất sớm, 200 năm trước khi tông chủ Ứng Tông Đạo vừa thu đồ đệ liền bái nhập môn hạ của Ứng Tông Đạo, trở thành đại sư huynh. Tuổi nhìn không lớn nhưng thực tế lại lớn đến dọa người.
Vinh Lâm cùng với hắn nói với nhau một lát, giao lưu giải thích vu đạo, mới cáo từ rời đi, chỉ bảo cung Ngọc Nương. Ngọc Nương, hiện giờ muội đã bái Diệp Phong chủ làm sư phụ rồi, tuyệt đối không được giống như trước nữa. Cung Ngọc Nương một bộ dáng thục nữ, chim nhỏ nép người, cười nói, đó là đương nhiên rồi. Diệp Húc nhìn Vinh Lâm rời đi, quay đầu đánh giá người phụ nữ này, ánh mắt quái dị. Ngọc Nương, tu vi của Vinh Huynh còn hơn ta ngàn vạn lần, vì sao ngươi lại bỏ gần tìm xa, cố ý bái ta làm thầy vậy? Cung Ngọc Nương ánh mắt mê ly, si ngốc nhìn Vinh Lâm rời đi, lẩm bẩm nói, nếu ta bái nhập vào làm môn hạ của chàng, chẳng phải là tự dâng thấp hơn chàng một đối phận hay sao? Diệp Húc kho khan một tiếng, cười tủm tỉm mà nói, thì ra là vậy, đồ nhi ngoan, gọi một tiếng sư phụ ta nghe xem nào. Cung Ngọc Nương hung hăng chừng hắn một cái, đang định nổi giận, Diệp Húc thản nhiên nói, ta có thể thu ngươi vào làm môn hạ, cũng có thể trục xuất ngươi ra được. Nếu ngươi đã bái nhập làm môn hạ của ta, thì hãy ăn phận thủ thường. Nếu không thì xin lỗi, ngươi vẫn là trở về Tiểu Yến Sơn làm một ả dâm đãng đi thôi. Cung Ngọc Nương nghiến răng nghiến lợi, có chút không tình nguyện nói, sư phụ. Tốt, gọi thêm tiếng nữa nào. Gọi thêm đi, gọi thêm tiếng nữa nào. Rồi, tiếp tục gọi thêm tiếng nữa. Nào 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 nào. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Cung Ngọc Nương uể oải gọi, nào, lại thêm một tiếng nữa. Sư phụ. Cung Ngọc Nương hung ác hô lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi giận lôi đình. Diệp Phúc chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, nghe được ngươi kêu ta là sư phụ, vi sư tựa như cảm thấy trời nóng uống một chén nước ô mai ướp lạnh vậy, trong lòng thật sảng khoái biết bao. Vi sư không phải người nhỏ mọn, chuyện ngươi đổi giết ta trước kia, vi sư liền cho qua vậy. Cung Ngọc Nương hận đến ngứa răng, đột nhiên cười khúc khích, đôi mắt đẹp như nước quyến rũ động lòng người, ha ha mà nói, buổi tối người ta muốn đến phòng sư phụ, muốn hầu hạ sư phụ, làm sư phụ khoái hoạt kìa. Diệp Phúc mỉm cười nói, rất tốt, hiếm khi ngươi có phần hiếu tâm này, buổi tối vi sư sẽ chờ đồ nhi, tinh chủ đại điện sẽ không đóng cửa. Cung Ngọc Nương hoàn toàn không biết nói gì, lúc trước cô ta đùa dẫn Diệp Phúc là chuyện dễ như trở bàn tay, hiện giờ bị Diệp Phúc đùa lại cũng chẳng có cách nào. Diệp Phúc nhìn nàng ta kinh ngạc, trong lòng lại càng thích thú, cười ha ha nói, Ngọc Nương, tâm tư của ngươi ta biết, nhưng ngươi muốn thành phu nhân của đại sư huynh, chỉ sợ những gì ngươi làm trước kia chính là vết bẩn. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn dãy núi mênh mông xa xa, nhàn nhạt rồi nói, mà muốn xóa đi vết bẩn làm một người tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu ngươi có tâm, ta đương nhiên sẽ thành toàn cho ngươi. Tòa quan tinh phong này có rất nhiều điều linh mạch, ngươi chọn một chỗ tùy ý đi, tự mình mở động phủ. Còn nữa, ngươi muốn học tâm pháp của vị thái thượng trưởng lão nào, tự mình nghĩ thật cẩn thận rồi tới tìm ta. Quan tinh phong là nơi nhiều thế hệ thái thượng trưởng lão ẩn cư, cũng là nơi tất cả 8 vị thái thượng trưởng lão tọa hóa, lưu lại truyền thừa nội tình thâm hậu này gần với Hoàng Tuyển Ma Tông tông chủ nhất mạch. Ở Ma Tông có thể trở thành thái thượng trưởng lão cũng không hề dễ dàng, cái này nghĩa là ngươi cần sống lâu hơn tông chủ. Sau khi tông chủ đương thời chết đi, nếu ngươi vẫn chưa chết như vậy mới có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Cho nên truyền thừa của thái thượng trưởng lão đều vô cùng hùng mạnh, có thể tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. 8 vị thái thượng trưởng lão quan tinh phong có truyền thừa không hề giống nhau. Vệ Chăn trưởng lão tu luyện Yêu Liên Vô Lượng Thọ Kinh, trước kia một vị thái thượng trưởng lão để lại chính là Maha Vô Lượng Độ Ách Kinh, còn có một vị trưởng lão để lại chính là Vũ Hóa Thiên Hoàng Bảo Quyển, đủ mọi chủng loại, phần lớn đều là cấm pháp truyền thừa Cao Hư Ngọc Lô 8 tầng. Những cấm pháp đấy tương đối đầy đủ, nhưng cũng không hoàn chỉnh so với bát cấm của tông chủ nhất mạch kia còn kém một bậc. Truyền thừa của tông chủ nhất mạch được xưng là bát cấm, có tổng cộng 8 loại cấm pháp, đều là tâm pháp trong Ngọc Lâu 9 tầng, hoàn mỹ không chút thiếu sót. Trong đó, Cửu U Lục Đạo Bảo Điển mà Yến Công Thượng tu luyện chính là một trong những bát cấm. Có thể bạn đạt được bát cấm truyền thừa có nghĩa là vu sĩ có hy vọng tu luyện đến đỉnh phong mà các vu sĩ có thể tu luyện đến, có thể trở thành tồn tại như Vấn Đỉnh Thiên Đế, trở thành chùm không thể đo lường được, vô địch ở trên đời. Trong nhiều thế hệ tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông, cùng tất cả 18 người đạt được Ngọc Lâu 9 tầng hoàn mỹ kia, những tông chủ đó dù là kỳ tài ngút trời cũng không phải là có thể mở hết Ngọc Lâu ra được. Chỉ có 8 vị tông chủ làm ra điều này, đạt được 8 loại cấm pháp. Về phần 8 vị tông chủ có tu luyện cấm pháp đó đến đỉnh hay không thì không người nào biết được. Theo điểm này có thể thấy được, vu sĩ tu luyện đến cảnh giới cuối, mỗi một lần nâng cao một cảnh giới nhỏ đều cực kỳ khó. Dù có được thể chất đặc thù cũng chưa chắc có thể tu luyện đến đỉnh cao.
đạt tới cực hạn, trở thành cường giả vô địch được. Cung Ngọc Nương suy nghĩ thật lâu, lựa chọn Vũ Hóa Thiên Hoàng Bảo Quyển. Môn cấm pháp này giỏi về rèn luyện nguyên thần, chờ khi vũ sĩ ngưng luyện nguyên thần có được diệu dụng cực lớn. Diệp Húc cũng không nói nhiều, trực tiếp từ tinh chủ đại điện lấy tấm pháp quyển thứ 3 của Vũ Hóa Thiên Hoàng Bảo Quyển giao cho nàng. Cung Ngọc Nương vô cùng vui vẻ, sau khi được bảo quyển liền đi tìm một nơi có linh mạch mà mở động phủ. Nữ nhân này lại không lập tức tu luyện ngay mà triệu tập nô bộc khắp nơi, phát biểu một hồi, sắp xếp lại trật tự, chỉ bảo bọn họ thu hoạch linh dược, xử lý linh điền. Quan Tinh Phong còn có hơn 10 dị thú thượng cổ đều đã tu luyện thành lão yêu, tu vi cực kỳ khủng bố, đã tu luyện đến tam thai cảnh. Cung Ngọc Nương cũng triệu tập đám lão yêu đó đến, sắc mặt ác liệt, không hăng răn dạy, rất có bộ dáng của đại sư tỷ. Diệp Phúc không khỏi chực chực, lấy làm kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những lão yêu quái ẩn cư ở trên Quan Tinh Phong. Lúc này những lão yêu đó đều hóa thành hình người, có tú sĩ áo xanh, có đại hán râu quai nón, cũng có cụ già gần đất xa trời, còn có mấy người lại là thiếu nữ xinh đẹp. Những lão yêu đó khí thế cực kỳ khủng bố, quấy cho yêu khí ngút trời trên Quan Tinh Phong, nhưng khi ở trước mặt của Cung Ngọc Nương thì lại khúm núm, không dám lên tiếng nói chuyện. Chờ cho Cung Ngọc Nương nói xong, những lão yêu đó đồng loạt quỳ lại Diệp Húc một hồi, miệng hô phong chủ, sau đó đều tự trở về động phủ bên trong Quan Tinh Phong. Cung Ngọc Nương hướng Diệp Húc cười nói: những lão yêu quái đó cả đám đều là những tên gian xảo cả, thấy sư phụ người tuổi còn trẻ liền không để sư phụ ở trong mắt. Sư phụ trở thành phong chủ đã hơn một năm nay rồi mà bọn họ cũng không có đến ý kiến, đó là khi dễ người nhỏ tuổi. Tuy con dặn dạy bọn họ rồi, chỉ sợ trong lòng bọn họ cũng không thèm quan tâm, chỉ ra vẻ thần phục mà thôi. Sư phụ sớm tu luyện đến cảnh giới cao thâm đi, tế luyện tinh chủ đại điện một phen, nắm tất cả tòa Quan Tinh Phong này trong tay, như vậy mới có thể trấn trụ được bọn họ, làm cho bọn họ hiệu lực vì Quan Tinh Phong ta được. Có bọn họ, Quan Tinh Phong chúng ta chính là một thùng sắt giang sơn, ai dám đánh tới chứ. Dứt lời, người phụ nữ này nhẹ nhàng bay đi, trở về động phủ tu luyện. Trong nhà có đàn bà quả là rất thuận tiện mà. Diệp Húc quan sát xung quanh, chỉ thấy Quan Tinh Phong hiện giờ được Cung Ngọc Nương xử lý gọn gàng ngăn nắp, cảm thán trong lòng, lập tức nhìn về phía tinh chủ đại điện, không khỏi nhíu nhíu mày. Tinh chủ đại điện là vu bảo mà phong chủ đầu tiên luyện thành, dùng để chấn áp Quan Tinh Phong. Tòa đại điện này là linh mạch chủ nối liên tục của Quan Tinh Phong, uy năng hùng mạnh đến cực đoan, đứng sừng sững trên đỉnh núi đã không biết bao nhiêu năm tháng. Các thế hệ phong chủ tế luyện tòa đại điện này rồi sẽ có thể nắm toàn bộ núi ở trong tay, bất cứ kẻ nào, vật nào đều rõ như lòng bàn tay vậy, là một kiện vu bảo cực kỳ lợi hại. Nắm bảo vật này trong tay, đó chính là Quan Tinh Phong chủ chân chính, có thể chấn áp bảy yêu, tùy ý xử lý cả người lẫn vật ở trong núi, dù là kẻ thù bên ngoài đến xâm phạm cũng có thể dễ dàng mà chấn chết. Không phải là ta không muốn tế luyện tinh chủ đại điện, thế nhưng tế luyện loại vu bảo này cũng không hề dễ dàng như vậy. Hồ nước bên trong tòa đại điện này chính là một mảnh đại dương mênh mông, lấy tu vi hiện tại của ta, đừng nói là tế luyện đại điện, cho dù là hồ nước kia thôi cũng đừng hòng tế luyện thành công được. Diệp Húc thầm nghĩ, cái vu bảo tinh chủ đại điện này truyền thụ đời đời, mỗi một phong chủ đều là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão, tu vi bọn họ cao gần với tông chủ, tế luyện vu bảo này đương nhiên cũng không khó khăn mấy. Nhưng tu vi của Diệp Húc thật sự là quá kém, cố lắm mới tế luyện vu bảo cấp chấn giáo, tế luyện loại bảo vật như tinh chủ đại điện này quả thật không có khả năng. Tòa đại điện này chỉ sợ đợi khi ta tu luyện đến tam đan cảnh, luyện ra nguyên đan mới có thể tế luyện được. Lại nói, cũng trong lúc này tại Linh Phủ Phong, ngoài phong chủ đại điện, bầu không khí đầy áp lực. Hôm nay là ngày phong chủ Ngụy Hiên xuất quan, Ngụy Không Sơn cùng tất cả 7 vị đệ tử Linh Phủ Phong, Hoàng Sán cùng 6 gã đệ tử đứng ngoài điện, trong lòng cực kỳ không yên, trên trán toát mồ hôi lạnh. Lúc trước khi bọn họ phát hiện Ngụy Không Sơn, vị thiếu chủ Linh Phủ Phong này đã bị người ta chặt thành nhân côn, chỉ còn lại có một chân, lẻ loi nằm ở trong bụi cỏ dưới chân núi, vô cùng thê thảm, vội vàng cứu hắn đưa lên trên đỉnh núi. Lúc này Ngụy Không Sơn đã vào trong phòng phong chủ đại điện, mà đám người Hoàng Sán lo lắng không chút giảm bớt. Sư tôn đồng ấy vui giận thất thường, tu vi lại cực cao, hiện giờ nhìn đến đứa con yêu quý bị người chặt thành nhân côn như vậy, chắc chắn sẽ nổi trận côn nô đình kìa, nếu như chút xuống đầu chúng ta thì không xong rồi. Nhưng mà phong chủ đại điện vẫn không hề có chút động tĩnh nào cả, âm trầm đến đáng sợ kìa. Đám người Hoàng Sán liếc nhau, đang buồn bực trong lòng, đột nhiên nghe được tiếng Ngụy Hiên từ bên trong truyền ra, mơ hồ mà nói: Chân Bị, vào đây. Tên đệ tử tên là Chân Bị kia nghe thế, sắc mặt ủ rũ. Đám người Hoàng Sán nói:
Sư tôn không có tức giận, hơn phân nửa là gọi đệ vào hỏi thăm kẻ thù của thiếu phong chủ là ai thôi. Cũng chỉ hy vọng là như vậy. Chân Bị nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa đại điện đi vào bên trong phòng phong chủ đại điện. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Ngụy Hiên ngồi ngay ngắn trên phong chủ bảo tọa, bộ mặt thì âm trầm. Mà thiếu phong chủ Ngụy Không Sơn thì mặt mang vui vẻ, nằm trên giường bệnh, nhìn đến hắn, trong ánh mắt tràn ngập sung sướng khi người gặp họa. Chân Bị trong lòng máy động, không người nói: Sư tôn triệu đệ tử đến có phải là vì hỏi chuyện kẻ thù của thiếu phong chủ không? Cái này không cần người quan tâm, ta còn chưa chết, đương nhiên biết kẻ thù là ai rồi. Ngụy Không Sơn cười khanh khách nói, vẻ sung sướng khi người gặp họa kia lại càng đậm hơn. Hắn cười nói: Chân Bị sư huynh tên cũng như người, người đúng thật là chân bối mà. Bản thiếu chủ muốn hỏi ngươi mượn một thứ, không biết ngươi có cho mượn hay không. Chân Bị trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên cảm thấy đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến. Chỉ thấy Ngụy Hiên giơ tay chỉ ra, hai cánh tay và chân trái của hắn lập tức thoát khỏi cơ thể bay ra, đau thét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Ngụy Hiên làm ngơ, trực tiếp nối hai cánh tay và chân trái kia lên người của con mình. Ngụy Không Sơn vội vàng kêu lên: Chà, người chặt sai rồi, tên Diệp Phúc kia chặt chân phải của con cơ mà. Ngụy Hiên tức giận hừ một tiếng, giơ tay lại xé chân trái quăng ra một bên, cắt chân phải của Chân Bị ra tiếp vào trên người của Ngụy Không Sơn. Chỉ thấy một luồng ma diễm nhợt nhạt từ trong đầu ngón tay của lão bắn ra, tinh tế thiêu đốt xung quanh chỗ nối tay chân. Sau một lúc lâu, Ngụy Không Sơn đứng thẳng dậy, duỗi tay duỗi chân, lại nhảy lên vài lần, vui vẻ mà nói: Cha, quả nhiên cha thần thông quảng đại, hiện giờ tay chân của con còn linh hoạt hơn trước đây, chỉ là chân phải hơi dài một chút, lúc đi đường có hơi khập khiễng mà thôi. Ngụy Hiên thản nhiên mà nói: Chân Bị cao hơn ngươi, đương nhiên chân phải sẽ dài hơn chân ngươi rồi. Tu vi của hắn ta cũng cao hơn ngươi, thân thể rèn luyện cũng không tồi, tiếp lên người ngươi cũng có thể nâng lên cao thực lực của ngươi được. Nhưng dù sao cũng là tay chân của người khác, trong thời gian ngắn ngươi sẽ có chút không thích ứng được đâu. Lão ta từ từ đứng dậy, đi ra ngoài phong chủ đại điện, khuôn mặt đầy tức giận, thấp giọng mà nói: Thằng nhãi Vinh Lâm kia cũng dám làm chỗ dựa cho tên tiểu xúc sinh kia sao? Thật đáng chết mà. Nhưng tu vi cùng thực lực của hắn cũng không dưới ta, không dễ động thủ. Ngụy Không Sơn vội vàng đuổi theo, thoáng nhìn Chân Bị nằm ở trên mặt đất, đang dùng ánh mắt độc ác nhìn mình. Lập tức cười ha ha, một chưởng chụp xuống, đánh hắn ta thành thịt nát. Ngụy Hiên không để ý, đi thẳng ra ngoài đại điện, nhìn năm vị đệ tử của mình, thản nhiên mà nói: Theo dõi Quan Tinh Phong, chờ cái tên Diệp Thiếu Bảo kia rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, lập tức thì động thủ, cắt nát nó ra, mang hồn phách tới gặp ta là được. Ngụy Không Sơn cười khanh khách nói: Các người không giết được hắn, đợi hắn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn thì bắt hắn lại, ta muốn đích thân động thủ cắt nát hắn ta ra. Đám người hàng xán không dám nói nhiều, vội vàng xưng vâng dạ. Năm người lén lút ngẩng đầu quan sát Ngụy Không Sơn, chỉ thấy tay chân hắn vẫn còn mà không thấy bóng dáng của Chân Bị đâu cả. Một gã đệ tử buồn bực ở trong lòng định lên tiếng hỏi hoàng xán, vội vàng kéo vạt áo hắn lại, hướng bên trong đại điện chép miệng, chỉ thấy một bãi thịt nát, lập tức liền hiểu rõ, sắc mặt trắng bệch, không dám nói nữa. Ngụy Hiên trở về phong chủ đại điện, đám người hoàng xán vội vàng thi lễ hướng Ngụy Không Sơn, rồi xoay người rời đi. Chờ đi xa rồi, năm người này mới dám lau mồ hôi lạnh ở trên trán, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thương tiếc. Một gã sư đệ cười thê lương mà nói: Sư tôn vui giận thất thường, căn bản không coi chúng ta là người mà coi chúng ta thành súc sinh, thành gia súc, muốn đánh liền đánh, muốn giết liền giết, cái loại ngày này không biết đến bao giờ đây. Đại sư huynh, không bằng chúng ta quay đầu bái môn hạ sư thúc sư bá khác đi, phản gia linh phủ phong, nếu như cứ tiếp tục ở lại nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục như chân sư huynh bị mà thôi. Hoàng Sán im lặng không nói, sau một lúc lâu chua chát mà nói: Ông ấy dù sao cũng là sư tôn của chúng ta, một ngày làm thầy thì cả đời làm cha, sư tôn với chúng ta có ân truyền đạo, cái loại lời này về sau đừng có nhắc lại nữa. Bốn gã đệ tử kia lướt nhau, biết hắn ta trung thành và tận tâm với Ngụy Hiên, lắc đầu thở dài, đều tự rời khỏi. Bên trong tinh chủ đại điện, Diệp Húc lo âu nhíu mày. Từ khi hắn nghe được kỹ xảo chính của đại chu thiên tinh đấu cấm điển từ miệng của Vinh Lâm, liền động tâm tư tạm thời bỏ qua nâng cao tu vi, ngược lại đi luyện chế tinh phiên. Nhiệt độ chân hỏa của ta rất thấp, không đủ để luyện vu bảo cấp chấn giáo, mà nhiệt độ thái dương chân hỏa thì lại quá cao mất rồi, rất dễ tiêu hủy đi tài liệu. Không có chân hỏa vừa đúng, sao có thể luyện chế tinh phiên, đem tinh phiên chứa trong các khuyệt khiếu quanh thân được đây. Xem ra
vẫn là phải đi xem trong thạch cổ thư viện rồi. Diệp Húc mở song trưởng ra, nhìn về phía đại chu thiên tinh đấu trận đồ, khẽ động tâm niệm. Chu thiên tinh đấu thêm vào thân ta. Chỉ thấy tinh đấu đầy trời kia đột nhiên hợp lại, hóa thành một tấm trận đồ bao lấy thân thể của hắn, giống như một kiện trường bào, ngực trái một vòng liệt dương, ngực phải một vầng trăng sáng, những nơi khác là tinh đấu long lánh rực rỡ. Tấm trận đồ này có thể biến hóa theo ý của hắn, cao thấp vừa người, hơn nữa có lực phòng ngự cực kỳ dũng mãnh, vừa công vừa thủ. Diệp Húc lại lấy ra một khối ôn ngọc vạn năm cùng một ít thiên thanh kim ti, lấy chân hỏa cẩn thận thiêu đốt, tạo ra một cái đai ngọc treo ở bên hông, lập tức tế khởi thái dương tinh phiên. Chỉ thấy miếng tinh phiên này càng lúc càng nhỏ, bỗng nhiên bên trong huyệt thái dương trái của hắn biến mất không thấy đâu nữa. Huyệt thái dương gồm có hai huyệt khiếu trái và phải, bên trái là thái dương, bên phải là thái âm. Nếu hắn tế luyện thành thái âm tinh phiên, liền có thể chứa vào trong huyệt thái dương bên phải. Mặt thái dương tinh phiên này vừa mới nhập vào trong huyệt thái dương chủ, Diệp Húc chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cuồng bạo dũng mãnh nhập vào toàn thân. Lực lượng đó mạnh gần như đem cửu chuyển nguyên công tăng lên một cảnh giới, khiến lực lượng của hắn tăng lên gấp đôi. Pháp môn của Chu Thiên Tinh Cung quả như lợi hại, gần một mặt thái dương tinh phiên liền khiến lực lượng của ta tăng lên gấp đôi. Nếu như đánh nhốt hết tất cả 365 mặt tinh phiên vào huyệt khiếu toàn thân, phối hợp với Chu Thiên Tinh đấu, cái kia lực lượng của ta sẽ vào tăng lên loại trình độ nào đây? Chỉ sợ rất ít người có thể tiếp được một quyền của ta thôi. Diệp Húc hơi hơi rung thân, lập tức tứ chi bách hải truyền đến tiếng trầm đục của tiếng sấm. Hơi hơi hút khí, chỉ thấy trong không khí phía trước bị hắn há miệng hút một cái, không gian phạm vi mấy chục thước như sụp đổ vậy. Hắn phun chọc khí ra, không ngờ lại nằm nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn, thổi bay ra ngoài cả trăm thước. Hiện giờ hắn gần như là một con dị thú thượng cổ, hô hấp gần như có dị tượng, hơi thở thành mây, khí thành mưa vậy. Tu luyện ra nguyên thần thượng cổ dị chủng yêu thú, hô khí thành vân, tụ khí thành vũ, bất kể thân thể hay là pháp lực đều gấp mấy chục lần vu sĩ cùng cảnh giới. Dị thú dung mãnh, thậm chí còn có thể gấp mấy trăm lần. Nếu ta đem 198 tinh phiên luyện chế thành công, hết thảy nhốt vào trong cơ thể, chỉ sợ lực lượng của ta tuyệt đối có thể hơn thua được với dị thú yêu thú thượng cổ. Tuy nhiên, tu vi của ta tất nhiên vẫn kém xa dị chủng này. Diệp Húc thả người đứng lên, tay áo phiêu phiêu, hướng tới thạch đại cổ viện mà đi tới. Trên đỉnh đầu của hắn, tinh lực 6 màu vẫn từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn không ngừng rơi vào bên trong quần áo của hắn, cực kỳ là chói mắt. Lúc tới thạch cổ đại viện, Diệp Húc đi thẳng vào trong thạch điện, tới trước một thạch cổ có ghi lại luyện bảo thuật Hoàng Tuyển Ma Tông. Luyện bảo thuật có rất nhiều loại, đủ mọi phương pháp. Trong đám thạch cổ này cũng có một tòa đại điện, không hề ít đệ tử Ma Tông đang ở bên trong đại điện mà quan sát. Diệp Húc đối với tâm pháp của bên ngoài không chút chú ý, đi thẳng vào bên trong. Lần trước ở trong đại điện, hắn tìm được công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, tuy rằng giá trị cực cao, nhưng loại linh mạch này hắn chưa bao giờ để trong lòng. Hắn đi vào bên trong tòa đại điện, chỉ thấy trong đại điện bày đặt 9 thạch cổ, bên trên phân biệt ghi từng loại chân hỏa. Thứ nhất, đó chính là thái dương chân hỏa. Diệp Phúc nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đá cũng ghi lại các loại chân hỏa khác như tam muội chân hỏa, thuần dương, càn minh ly hỏa, lam minh ly hỏa, càn thiên liệt hỏa, huyền âm ma diễm, đô thiên thần hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, thái âm xích huyết thần diễm. 8 loại chân hỏa này cùng thái dương chân hỏa được xưng là cửu đại thần hỏa. Thái âm xích huyết thần diễm hẳn là thái âm tinh lực ngưng tụ thành chân hỏa. Loại chân hỏa này ta không cần phải học tập. Diệp Húc cẩn thận suy tư một chút. Thái dương chân hỏa hắn đã tu luyện, thái âm xích huyết thần diễm chỉ cần luyện thành thái âm tinh phiên liền có thể thông dong mà luyện thành. Nghĩ như vậy, hắn liền có thể kiêm tu hai loại đại chân hỏa. Về phần tam muội chân hỏa, lam minh ly hỏa cùng các loại chân hỏa khác, kỳ thực hiệu quả không sai biệt lắm, cũng không cần phải kiêm tu nhiều như vậy. Cao thủ tiền bối Ma Tông đem cửu đại thần hỏa để cùng một chỗ, thuyết minh những chân hỏa này đều là thủ đoạn luyện bảo rất tốt. Ta tuy rằng tu thành thái dương chân hỏa, nhưng cũng không thể khống chế nhiệt độ chân hỏa, làm cho tài liệu thường bị thái dương chân hỏa đốt cháy không còn. Xem ra vẫn cần phải học tập kỹ xảo ứng dụng của thái dương chân hỏa, nếu không có chân hỏa cũng không thể phát huy ra được tác dụng gì cả. Hắn trầm ngâm một lát, vẫn lấy ra một điều linh mạch trực tiếp rót vào trong thạch cổ ghi lại thái dương chân hỏa kia. Chỉ thấy mặt thạch cổ này đột nhiên phát ra những hào quang, vô số văn tự từ trong thạch cổ lao ra, nó hình thành ở giữa không trung một trích tam túc kim ô, dương cánh bay thẳng vào trong đầu của hắn, hóa thành một thiên tâm pháp.
Diệp Húc nhắm hai mắt lại, cẩn thận nhận thức, trong đó quả nhiên có pháp môn khống chế nhiệt độ Thái Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa được xưng là có thể đốt dung hết thảy, thiêu cháy vạn vật. Nhưng dưới loại pháp môn khống chế này, có thể hạ thấp nhiệt độ của Thái Dương Chân Hỏa xuống nhiệt độ bình thường, lại có thể làm cho nhiệt độ của Thái Dương Chân Hỏa tới hoàn cảnh khủng bố, thiêu hủy hết thảy, luyện hóa hết thảy. Diệp Húc không thể không nói câu thán phục. Lúc trước hắn khống chế Thái Dương Chân Hỏa không có bất luận kỹ xảo gì cả. Khi luyện hóa, đám người Nhạc Đông Dương trực tiếp phóng hỏa đốt người, thậm chí còn mượn uy lực của địa hỏa, còn chưa thể luyện hóa được Nhạc Đông Dương, còn bị hắn đánh lén. Nếu đổi lại là hiện giờ, ta luyện hóa Nhạc Đông Dương tuyệt đối không có qua mấy canh giờ đâu, liền có thể làm cho hắn biến thành tro tàn được rồi. Hắn có chút hài lòng, học xong pháp môn khống chế Thái Dương Chân Hỏa, không chỉ có thể dùng để luyện bảo, thậm chí có một loại thủ đoạn công kích lợi hại vô cùng, nó giống như một sát chiêu có uy lực cực mạnh vậy. Hắn cảm thấy mỹ mãn, trở lại Quan Tinh Phong bế quan luyện bảo. Có kinh nghiệm luyện chế Thái Dương Tinh Phiên, Diệp Húc rất nhanh luyện chế ra Thái Âm Tinh Phiên, tiếp tục theo hắn luyện chế rất nhiều các tinh phiên khác. Tất cả có 198 tinh phiên, phân biệt đặt ở bên trong 198 khí huyệt của hắn. Thậm chí ngay cả Thái Dương Tinh Phiên hắn đã luyện chế từ trước cũng được lấy ra trùng luyện lại một phen. Lúc trước hắn dựa vào Viêm Dương Lôi Hỏa luyện chế ra Thái Dương Tinh Phiên, tuy nhiên uy lực của Viêm Dương Lôi Hỏa còn xa mới bằng được Thái Dương Chân Hỏa, bởi vậy mới cần trùng luyện lại mới có thể nâng cao uy lực của Thái Dương Tinh Phiên được. Trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn nửa bước không lên, nhưng thực lực lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể của hắn hiện giờ sung mãn lực lượng, hào hào hãn hãn vô cùng, giơ tay nhấc chân dường như có thể làm tê thiên liệt địa. Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển thật sự là kỳ diệu, đem Chu Thiên Tinh Phiên dung nhập vào trong bách cực của thân thể, làm cho lực lượng của mình nâng cao trên diện rộng. Cho dù là dị chủng yêu thú thượng cổ cũng chỉ như vậy mà thôi. Khó trách Chu Thiên Tinh Cung ở trong Ma Đạo còn ở trên cả Hoàng Tuyển Ma Tông ta. Diệp Phúc trong lòng có chút vui mừng, nhủ thầm mà nói: Diệp sư huynh. Diệp Phúc trong lòng vừa động, đi ra ngoài Tinh Chủ Đại Điện. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Quý Khang đang ở ngoài điện. Hắn gọi Diệp Phúc theo thói quen là sư huynh, sau khi đi vào Hoàng Tuyển Ma Tông cũng không sửa lại xưng hô. Diệp Phúc không để chuyện này ở trong lòng, dù sao bọn họ cũng là đệ tử của sư môn. Hắn cười nói: Hóa ra là Quý sư đệ, mấy ngày nay Quý sư đệ thế nào vậy? Quý Khang cười nói: Sư tôn đối đãi với ta vô cùng tốt, vừa mới nhập môn không bao lâu liền truyền thụ một pháp môn tế luyện cực kỳ lợi hại. Hiện giờ thực lực của ta so với trước là không thể so sánh được rồi, thân hình cực kỳ dũng mãnh, có thể dẹp ngang vô báo cấp chân giáo. Ta nghe nói sư huynh ở Quan Tinh Phong, tranh thủ lúc rảnh rỗi đặc biệt tới thăm sư huynh đây. Hắn cười nói: Diệp sư huynh, ta biết chuyện của huynh rồi, vừa mới bái sư, sư tôn đã cưới Hạc Quy Tiên, không bằng ta nói với sư tôn một câu cho ngươi bái làm môn hạ của người vậy. Sư tôn đối đãi cũng không tồi đâu, khẳng định sẽ đáp ứng thỉnh cầu này của ta thôi. Diệp Húc nghe thấy hắn mấy ngày nay sống cũng không tồi, trong lòng cũng cao hứng thay cho hắn. Diệp Húc cười nói: Hiện giờ ta là phong chủ Quan Tinh Phong, cùng mối phận với sư tôn Tiết Thạo Dương của ngươi, nếu bái làm môn hạ của hắn chẳng phải là loạn mối phận hay sao? Trong lòng Diệp Húc cũng có chút tò mò, cười nói: Quý sư đệ, ngươi tu luyện tâm pháp gì vậy, không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Quý Khang đắc ý rào rạt nói: Sư tôn nguyên vốn cũng không muốn thu nhận ta đâu, nói thực lực của ta quá kém, lại lừa gạt quá quan, loại đệ tử này liếc mắt cũng lười nhìn. Tuy nhiên không bao lâu sau, lão nhân gia Tử Tâm truyền thụ cho ta một môn tế luyện chi pháp tên là Chư Thiên Thập Đạo, một môn pháp môn lợi hại. Sư tôn nói với ta, tu luyện phương pháp tế luyện này hơn xa những tâm pháp khác, có thể thôn phệ nhiều tài liệu dung nhập vào trong bản thân, gia tăng lực lượng của thân thể kìa. Diệp Phúc sắc mặt dần biến lạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Hóa ra là Chư Thiên Thập Đạo. Quý Khang cũng không cảm thấy có gì bất ổn, miệng lưỡi lưu loát mà nói: Khi bắt đầu ta cũng nghĩ sư tôn đang dối gạt ta, tuy nhiên sư tôn ban cho ta một đống tài liệu, ta thử nuốt một khối tinh thiết, quả nhiên thân thể trở nên cực kỳ dũng mãnh, hiện giờ ta có thể thôn phệ được vu bảo rồi. Sư huynh, người xem. Hắn lấy ra một kiện vu bảo, trực tiếp đặt lên miệng mà cắn. Trong chớp mắt, vu bảo này đã bị hắn nuốt vào trong bụng, tuy nhiên chỉ một lát liền luyện hóa vu bảo dung nhập vào thân thể. Sư huynh, hiện giờ ta tu luyện Chư Thiên Thập Đạo tới đạo thứ hai rồi, cường độ thân thể có thể dẹp ngang được với vu bảo cấp chân giáo, thậm chí còn lợi hại hơn so với người kia. Quý Khang tới khởi kiện vu bảo, tính toán biểu thị cho Diệp Phúc xem, phóng vu bảo đánh tới người mình. Đủ rồi. Diệp Phúc sắc mặt âm trầm, huy tay áo một cái,
chấn nát cái kiện vu bảo kia, thở hổn hển mấy cái, điềm nhiên nói: hay cho một Tiết Hạo Dương, hay cho Chư Thiên Thập Đạo. Quý sư đệ, Tiết Hạo Dương hắn tu luyện U Minh Thập Đạo đúng không? Quý Khang thấy hắn tức giận, có một loại uy nghiêm vô cùng, lập tức khiếp đảm, không dám nhiều lời, lúng ta lúng túng nói: cái này ta cũng không biết được, sư huynh, rốt cuộc là sao vậy? Diệp Phúc trầm mặc một lát, sắc mặt khôi phục lại như thường, lắc lắc đầu nói: không có gì, Chư Thiên Thập Đạo, người tiếp tục tu luyện, đợi tu vi thành công, ta sẽ tự mình tìm sư phụ ngươi nói chuyện với hắn. Quý Khang sau khi rời đi, Diệp Phúc tức giận hừ một tiếng, trong lòng tức giận, đồng thời cũng không có cách nào khác, thầm nghĩ: Tiết Hạo Dương trở thành người đứng đầu một phong, thực lực của hắn rất bí hiểm, ta tuy rằng ngang hàng với hắn, nhưng thực lực lại kém không biết bao nhiêu, không thể động thủ với hắn ta được. Cái tên khốn kiếp này, không ngờ tính toán luyện chế Quý Khang thành vu bảo hình người, thực sự là đáng chết mà. Ma tông, đây là ma tông, cá lớn nuốt cá bé, cho dù trong cùng sư môn cũng không thoát khỏi quy luật này được. Biến cường, ta muốn càng mạnh mẽ hơn, mạnh tới tất cả mọi người phải nhìn lên ta, phải sợ hãi ta, như vậy mới có thể bảo vệ người thân bên cạnh ta được an toàn. Việc Quý Khang bị sư tôn của hắn bồi dưỡng trở thành một kiện vu bảo hình người khiến cho Diệp Húc hoàn toàn nhận thức được thủ đoạn tàn khốc của ma đạo. Cái gọi là cá lớn nuốt cá bé ở ma tông được suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí ngay cả thầy trò cũng là như vậy. Môn phái chính đạo chẳng qua là che giấu cái này khá tốt mà thôi. Những vũ sĩ chính đạo mà ta gặp được, bọn họ cũng chẳng khác ma đạo ta là mấy, còn không phải lừa gạt, giết hại đồng đạo, lấy của cải của người khác làm của riêng hay sao? Diệp Húc thầm nghĩ. Hắn gặp mấy người trong chính đạo, thứ nhất là Phạm Huệ Âm, ý đồ cướp Định Phong bảo thụ của hắn, sau đấy phái ra Mộng Xảo Vân liên tục đuổi giết, bức hắn không thể không đi Đại Mạc. Bên trong vu hồn giới ở Thiên Sơn Thanh Điện Đồ, Diệp Phúc lại gặp được nhiều vu sĩ chính đạo, có người có thủ đoạn còn muốn ác liệt hơn cả vu sĩ ma đạo nữa. Trên Quỳnh Hải, thậm chí ngay cả danh môn đại phái trong chính đạo, đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa cũng lấy danh nghĩa thay trở hành đạo, tùy ý chém giết vu sĩ ma đạo. Mà Đại Phạm Lôi Âm Tự, Nhạc Đông Dương rõ ràng có thực lực cứu những vu sĩ bị Diệp Phúc vây khốn mà luyện hóa, lại cố tình không nhìn thấy gì, để mặc cho Diệp Phúc luyện hóa những người này. Hắn tính toán sau khi thoát khỏi vòng vây, thu hồi những của cải của những người này về của mình. Trải qua nhiều việc như vậy, khiến cho Diệp Phúc đúng là cũng có cái nhìn không tốt về chính đạo. Cung Ngọc Nương trong thời gian hắn bế quan luyện bảo, từ trong mấy thành quách chung quanh Thập Vạn Đại Sơn kiếm ra mấy ngàn danh nô bộc, khiến cho những người này khai mở linh điền, gieo trồng linh dược. Nàng lại cải tạo lại vài tòa tinh xá trên đỉnh núi, mời một ít đồng đạo Hoàng Tuyển Ma Tông tới làm khách, đều là nữ đệ tử, làm cho Quan Tinh Phong oanh ca yến hót liên tục. Người phụ nữ này nhân duyên rất rộng, có giao tình với nữ đệ tử vài tòa linh sơn. Tuy nhiên Diệp Phúc nhìn đám nữ đệ tử này, một đám xinh đẹp kinh người, quần áo bạo lộ, nhìn vô cùng quyến rũ, đều là nhân vật hồ ly tinh cả, chắc chắn không luyện tâm pháp gì đứng đắn đây. Những cô gái này tuy nói cười cười vui vẻ, tiếng cười không dứt, không chút kiêng nể gì cả, náo loạn đến làm cho cả Quan Tinh Phong chứng khí mù mịt. Họ thường xuyên làm cho đám nô mộc Quan Tinh Phong mất hồn mất vía. Thậm chí có mấy nữ nhân trong đó có hứng thú với Diệp Húc, ngôn ngữ khiêu khích, câu dẫn lòng người. Những tiểu cô nương này đều là tâm ma cả. Diệp Húc khoanh chân ngồi trên tinh chủ đại điện, âm thầm cầm huyết bồ đề, tâm như nước lặng, tác động chu thiên tinh lực, cố gắng tu luyện sớm ngày vọt tới hỗn nguyên kỳ. Hiện giờ hắn đã nhảy vào hạo nguyệt thất phẩm, hạo nguyệt trên đỉnh đầu càng ngày càng phát ra ánh sáng lớn hơn. Cả vật thể này phát ra hắc quang đen thù lùi, giống như một hắc động phạm vi mấy chục mét hiện hữu trên đỉnh đầu hắn vậy, lạnh lạnh khủng bố. Vẫn là sớm đem cuốn thứ hai của kiểu chuyển nguyên công luyện tới 4 chuyển đi thôi. Nếu không, nhìn hạo nguyệt trên không thế này, người khác lại bảo ta là vũ sĩ không đứng đắn. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Một cô gái cười ngâm ngâm đi tới ngẩng đầu cười nói: Tiểu sư thúc, ngươi đã tu luyện tới hạo nguyệt lục phẩm, sắp bước vào nhập vào hỗn nguyên kỳ rồi. Có từng nghĩ phải luyện chế một đan đỉnh, chuẩn bị bước vào đan đỉnh kỳ hay chưa? Nữ đệ tử này là Khúc Phi Yên, là đệ tử nhất mạch của Thái Thượng Trưởng Lão Khúc Đình San, có duyên huyết mạch với Khúc Đình San. Nhất mạch Thái Thượng Trưởng Lão Khúc Đình San đều tu luyện Tố Nữ Đại Hoan Hỷ Tâm Kinh các loại tâm pháp, nàng cũng không có ngoại lệ. Chỉ có điều so với những nữ nhân khác thì đứng đắn hơn nhiều, nhưng vẫn là nữ nhân quyến rũ, hại dân hại nước. Diệp Phúc trong lòng nhất động, đứng dậy đi xuống đại điện, chắp tay nói: còn mời Khúc cô nương chỉ điểm cho. Khúc Phi Yên quần áo đứng đắn, duyên dáng yêu kiều, có vẻ không giống như thiếu nữ khác. Nàng cười nói:
mà đạo phu sĩ chúng ta tốc độ tu luyện nhanh chóng, phải đi một bước nghĩ ba bước, sớm ngày tính toán cho sau này. Tiểu sư thúc à, tốc độ tu luyện của ngươi không chậm, bước nhập vào hỗn nguyên kỳ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nếu như sư thúc luyện tới hỗn nguyên kỳ lại đi luyện trên đan đỉnh thì có chút chậm, phải sớm tìm được phôi của đại đỉnh, ngày ngày tế luyện. Nếu không chất lượng của đan đỉnh không tốt, tới đan đỉnh kỳ rồi có thể có khả năng đỉnh phá thân phong kìa. Diệp Húc trong lòng cả kinh, hắn không có sư phụ chỉ điểm, đích xác chưa bao giờ nghĩ tới sự tình phía sau. Nghe Khúc Phi Yên nói như vậy, hắn không khỏi thầm đổ mồ hôi lạnh. Không có sư phụ chỉ điểm, tu hành đích xác cực kỳ là hung hiểm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bước nhầm một bước, mắc thêm lỗi lầm nữa kìa. Khúc Phi Yên lại tiếp tục nói, mấy tỷ muội chúng ta đều đã tu luyện tới ảo đan kỳ, chậm chạp không dám luyện tới nguyên đan, đó là lo lắng đan đỉnh lực chịu đựng không đủ. Lại có một nữ đệ tử tên là Cổ Nguyệt Nhi, mặt mày co nói, sư tôn có nói tích lũy càng hùng hậu, cô đọng nguyên đan càng khó khăn. Đệ tử ma tông chúng ta khi cảnh giới là ngang nhau, tu vi hơn xa với những vô sĩ bình thường rất nhiều, bởi vậy cần đan đỉnh chất lượng cực cao, nếu không liền có khả năng đỉnh phá thân vong kìa. Khúc Phi Yên liếc mắt nhìn hắn với mấy cô gái rồi cười nói, tiểu sư thúc, hạo nguyệt màu đen của ngươi so với chúng ta lúc trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần, tích lũy hùng hậu dị thường. Nếu như chỉ dựa vào trình độ hùng hậu của chân nguyên, liền có thể dẹp ngang hỗn nguyên bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm kìa. Người cô đọng nguyên đan nguy hiểm chỉ sợ hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần đâu. Cho dù là đan đỉnh cấp chấn giáo bình thường cũng bị chân nguyên của ngươi làm cho chấn bão. Bởi vậy ngươi phải sớm tính toán luyện chế một đan đỉnh tốt nhất, ngày đêm săn sóc ôn dưỡng đi. Diệp Húc không khỏi lâm vào trầm tư. Đối với vu bảo loại đỉnh hắn biết không nhiều lắm. Từ trước hắn đạt được một uyên ương long phượng đỉnh là di vật của một vị vu sĩ ma đạo cô đọng đan đỉnh, đỉnh phá thân vong lưu lại. Hắn lưu lại đỉnh này ngoại trừ luyện chế đan dược ra, cũng có ý chữa trị uyên ương long phượng đỉnh, tương lai làm đan đỉnh cho mình sử dụng. Tuy nhiên hiện giờ xem lại, chất lượng của uyên ương long phượng đỉnh rất thấp, cho dù chữa trị cũng không thể dùng được, chỉ sợ ngay cả chân nguyên hiện giờ của hắn cũng không chịu nổi một giây. Đối với phương pháp luyện chế vu báo loại đỉnh, ta rút đặc cắn mai, tuy nhiên có thể dựa theo quy cách của cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta mà luyện chế ra đan đỉnh của riêng mình vậy. Diệp Húc cẩn thận cân nhắc một lát, cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết biến thành chín khẩu đại đỉnh. Nếu có thể luyện chế thành thật thể, tính linh hoạt đương nhiên không bằng vu pháp, nhưng uy lực lại hơn xa cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết. Hắn có thể cam đoan khi cô đọng nguyên đan sẽ không bị đỉnh phá nhân vong. Tuy nhiên, luyện chế cửu đỉnh không thể nghi ngờ là một lần nữa tạo ra chín đại thần đỉnh ở Hạ Gia. Cửu đỉnh của Hạ Gia Trung Châu là vu hoàng trực tiếp đem chín châu tế luyện thành, uy lực vô cùng. Diệp Húc luyện chế tuy rằng là phòng chế, hơn nữa theo kiến giải của chính mình, nhưng tài liệu cũng là cực kỳ kinh người, cũng không kém so với luyện chế Chu Thiên Tinh Phiên là mấy. Nếu hắn có được phương pháp chế luyện kiều đỉnh chân chính, chỉ sợ tài liệu đủ để hù chết người. Những cô gái khác cũng líu xíu cười nói, mấy tỷ muội chúng ta đều không có nắm chắc 10 phần cô đọng trong nguyên đan, bởi vậy tính toán ra ngoài du lịch cướp đoạt tài liệu thượng thừa luyện nhập vào trong đan đỉnh của chúng ta kìa. Lần này chúng ta muốn đi vạn cổ ma vực, ở sâu trong biển rộng, nguy hiểm rất lớn, là nơi một ma đạo đại phái từ cổ xuống dốc. Đây là một di tích mới phát hiện, bảo tàng thực lực kinh người. Lần trước hải ngoại tiên khác bán ra một khối bích ngọc huyết tiên chính là phát hiện ở nơi này. Vạn cổ ma vực bên trong không chỉ có yêu quái mà lại còn có ma đầu, của cải cũng rất nhiều. Không ít sư huynh sư tỷ của thánh tông ta đều đến chỗ đó mà lịch lãm thám hiểm, thường thường đạt được trọng bảo kìa. Hơn nữa có người ở trong đạt được truyền thừa thượng cổ, tuy rằng chỉ là tàn thiên thôi, thế nhưng không phải là nhỏ đâu. Cổ Nguyệt Nhi cười nói, cùng sư tỷ cải tà quy chính, Vinh Lâm sư huynh thì muốn luyện chế đan đỉnh lại cho nàng ta, để nàng có hy vọng mà cô động nguyên đan. Không ngờ đã đi vào trong đó mạo hiểm rồi, hiện giờ chỉ còn vài người chúng ta mà thôi. Khúc Phi Yên thở dài nói, tiểu sư thúc à, mấy cô gái chúng ta tay trói gà không chặt, làm sao có thực lực tiến vào địa phương nguy hiểm như vậy đây, cho nên cần bờ ngực rộng lớn của tiểu sư thúc, người ta mệt mỏi thì có thể dựa vào một chút kìa. Lúc bấy giờ Cung Ngọc Nương đứng ở bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu vai cười ha hà mà nói, mấy người các ngươi lẳng nơ này đánh chủ ý cũng thật là hay. Cái gì mà kêu dựa vào một chút chứ, rõ ràng tính toán lúc các ngươi mệt thái bổ sư phụ ta tu bổ tu vi kìa. Tỷ tỷ nói với các ngươi trước đấy, sư phụ của ta che chở rồi, ai dám động vào hắn lão nương không để yên cho các ngươi đâu.
Cung tỷ tỷ, nếu ta gả cho tiểu sư thúc, ngươi còn không gọi ta là sư nương hay sao? Chúng ta hết thảy đều gả cho sư thúc, ngươi có một loạt sư nương rồi, thực sự là đồ sộ mà. Diệp Phúc không khỏi đầu to như cái đấu, thầm nghĩ: những tiểu cô nương này quả thực là tiểu yêu tinh chuyên gây họa mà. Tuy nhiên, vạn cổ ma vực loại di tích thượng cổ này đích xác đáng giá đi một chuyến đây. Thực lực của các nàng khá là tốt, có các nàng ở bên cạnh, ta ít nhất cũng bớt đi nhiều phiền toái mà. Nghĩ tới đây, Diệp Phúc nói: vậy các ngươi khi nào thì đi đây? Đám người Khúc Phi Yên, Cổ Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn nhau một cái, lên tiếng nói: đương nhiên càng nhanh càng tốt, nếu không bảo bối ở trong vạn cổ ma vực bị người khác cướp đoạt hết, chúng ta thiệt thòi lớn rồi. Chúng ta về núi thu thập một chút, liền ra đây tìm tiểu sư thúc xuất phát thôi. Bảy thiếu nữ đều bay lên, mênh mông đăng đãng, hướng tới Tiểu Yên Sơn, Mấy Linh Sơn mà đi. Sư phụ, người rời khỏi vạn thập vạn đại sơn, cẩn thận một chút. Cung Ngọc Nương lo lắng, dịu dàng nói. Diệp Phúc trong lòng cả kinh, thất thanh nói: chẳng lẽ đám người Khúc cô nương thực sự sẽ xuống tay với ta hay sao? Cung Ngọc Nương cười nói: điều này không phải hay sao? Tiểu Yến Sơn ta tuy rằng không phải là nữ tử chính phái gì cả, đều là nữ ma đầu, thế nhưng rất giảng nghĩa khí. Nói không xuống tay với sư phụ, tất nhiên sẽ không xuống tay. Sư phụ phải cẩn thận chính là Ngụy Hiên Nhất Bạch kìa. Ta nhiều ngày nay đã phát hiện ra mấy đệ tử môn hạ của Ngụy Hiên luôn cố ý di chuyển xung quanh phụ cận Quan Tinh Phong ta. Môn hạ của Ngụy Hiên có 6 đại đệ tử, trong đó Hoàng Sán tu vi cao nhất, sớm cô động ra nguyên đan rồi. Hiện giờ hơn phân nửa đã tu luyện tới tam thai cảnh, những người khác cũng không thể khinh thường được, đều rất là lợi hại. Không phải là cái tên ăn chơi chắc táng Ngụy Không Sơn kia có thể so sánh được đâu. Sao, đệ tử nhất mạch Ngụy Hiên sao? Diệp Húc ánh mắt chớp động, hắn cười nói: Ngọc Nương, những người này ta đánh không lại có thể chạy mà. Cung Ngọc Nương ánh mắt sáng lên, nhớ tới Thiên Vũ Chi Dực, cười nói: sư phụ có kiện bảo vật kia trong người, thiên hạ to lớn, bất luận địa phương nào đều có thể đi được. Diệp Húc ở Quan Tinh Phong đợi vài canh giờ, đám người Khúc Phi Yên vẫn không có thu thập xong. Hắn lại kiên trì chịu đựng 2 ngày mới nhìn thấy 7-8 thiếu nữ khoan thai đi tới. Họ khống chế một cái hương xa lớn, một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp, vân thường vũ động, động lòng người vô cùng, không giống như đi du lịch lịch lãm trốn hung hiểm, mà ngược lại như đi du ngoạn bình thường vậy. Hey, đây là mấy nữ nhân các ngươi mở miệng nói càng nhanh càng tốt đó hay sao, khiến ta chờ suốt 2 ngày đêm kìa. Diệp Phúc trong lòng thầm oán, thả người nhảy dựng lên, rơi xuống bên trong hưng xa. Đám người Khúc Phi Yên vội vàng nhường chỗ để cho hắn ngồi trên bảo tọa. Các cô nương xuất phát thôi. Diệp Phúc ngồi xuống, tay áo phất lên nói: kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 50 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.